Xin chào quý anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay lại với bản tin sức khỏe của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Và trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn là những cái công dụng tuyệt vời từ cái cây ngải cứu, đặc biệt là chị em không nên bỏ qua. Đây là một loại cây mọc phổ biến, dễ tìm, dễ sống và dễ trồng. Cây ngải cứu ngoài dùng để chế biến các cái món ăn còn được dùng sử dụng như là làm thuốc trị nhiều cái bệnh, đặc biệt là cái vị thuốc mang lại cực nhiều cái lợi ích cho chị em. Cái cây ngải cứu còn có một số các cái tên gọi khác như là cây thuốc cứu, cây thuốc cao, ngải điệp, là một trong những loài cây thân thảo sống nhiều năm. Thân cây có nhiều những cái rãnh dọc, lá ngải cứu không có cuống và lá thường mọc xo le nhau. Hai mặt trên dưới của lá có màu xanh khác nhau, mặt trên có màu xanh thẫm và nhẵn, còn phần phía dưới thì lại có nhiều cái lông nhỏ màu trắng cho. Ngải cứu thường được mọc hoang ở khắp các cái vùng miền trên cả nước. Loài cây này cực kỳ dễ trồng, dễ sống. Người ta thường sử dụng lá hoặc là ngọn vào mùa hè để tươi hoặc cũng có thể là phơi khô trong bóng râm. Lá ngải cứu phơi khô còn được gọi là ngải điệp. Còn phơi khô mà cắt thành bột vụn, lấy lông trắng và tơi, người ta gọi đó là ngải nhung. Trong dân gian thì cây ngải cứu là cái bài thuốc hữu hiệu chữa chứng nhức đầu, đau mỏi hay điều trị chứng cảm sốt. Giã nát nắm lá ngải cứu lọc lấy nước uống là cái kinh nghiệm lưu truyền thường được áp dụng cho cái người ốm. Món trứng tráng ngải cứu gà tần thuốc bắc vừa là cái món ăn lại vừa là cái vị thuốc đặc trị bệnh khá là quen thuộc đối với người dân chúng ta. Trong đông y thì ngải cứu có vị đắng, cay, ấm, khi ăn sẽ có tác động chính vào ba kinh mạch là tỳ, gan và thận. Nghiên cứu cho thấy lá ngải cứu có thể làm giảm hàn, ấm kinh và cầm máu, rất phù hợp cho những người mà hay bị mất máu, đau bụng kinh, tử cung, chảy máu, các cái bệnh phụ khoa khác. Và sau đây là những cái công dụng của cây ngải cứu có thể là bạn chưa biết. Thứ nhất là điều hòa kinh nguyệt. Lá ngải cứu điều hòa kinh nguyệt cho chị em rất tốt, làm giảm triệu chứng đau bụng trong kỳ kinh. Theo đó thì trước khi có kinh một tuần, chị em có thể hãm ngải cứu với nước sôi uống như trà, hoặc là sắc nước uống chia thành 3 lần uống trong ngày. Nếu kinh nguyệt không đều thì ngày bắt đầu có kinh cho đến ngày hết kinh sử dụng 10 g lá ngải khô sắc với 300 ml nước và dùng nước đó uống thành 2 lần trong ngày. Tác dụng thứ hai là giúp lưu thông khí huyết. Bạn có thể bổ sung món trứng rán với lá ngải cứu vào trong thực đơn, giúp lưu thông và tuần hoàn máu lên não rất tốt. Thứ ba là kích thích ăn ngon. Trong thành phần của lá ngải cứu, adenin và choline cấu thành lên vitamin B có tác dụng là tích cực trong việc chuyển hóa các chất kích thích quá trình ăn, giúp bạn có thể ăn ngon hơn, giảm được cái tình trạng biếng ăn, thấp còi ở trẻ em và giúp người già có thể ăn ngon miệng hơn. Thứ tư là trị các cái chứng đau đầu, ho, cảm. Bạn dùng 300 g ngải cứu, tía tô 100 g, lá xả 50 g, tần dày lá 100 g, đem tất cả đun với 0,5 lít nước, uống trong ngày vào lúc khát, sử dụng liên tục trong 5 ngày để chữa các cái chứng đau đầu, ho, cảm. Tác dụng thứ năm đấy là giảm mỡ bụng. Dùng 1 kg muối rang với một bó ngải cứu cho đến khi ngải dậy mùi. Cho hỗn hợp vào túi nhỏ, chườm bụng 2 lần mỗi ngày sẽ có cái tác dụng là giảm mỡ bụng hiệu quả. Tác dụng thứ sáu là chữa mề đay, mẩn ngứa. Đối với cái chứng này thì bạn lấy một nắm lá ngải cứu giã nát rồi tắt lấy nước để tắm, thực hiện 1 đến 2 lần trong ngày sẽ làm da dịu hơn. Và cái tác dụng thứ bảy là chữa đau lưng. Với cái bệnh này thì bạn có thể áp dụng hai cách. Cách thứ nhất là lấy 300 g ngải cứu tươi rửa sạch, sau đó giã nát, thêm 2 muỗng mật ong, vắt lấy nước uống trưa chiều, uống liên tục 1 đến 2 tuần, bệnh tình sẽ giảm. Còn cái cách thứ hai là ngải cứu tươi sau khi mà rửa sạch, vẫy cho khô nước rồi giã nát, giấm đun thật nóng, sau đó dùng mảnh vải thưa bọc bả ngải cứu đã giã nát, trộn cùng với muối hột và giấm đun đem chườm vào cái vùng bị gai. Sau khi nguội thì buộc cố định lại khoảng tầm 1 tiếng, làm hàng ngày cho đến khi đỡ. Tuy ngải cứu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, thế nhưng những người sau đây không nên dùng ngải cứu. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên sử dụng ngải cứu. Các bác sĩ chỉ định rằng trong 3 tháng thai kỳ, nếu bà bầu ăn quá nhiều ngải cứu sẽ khiến cho thai ra máu, co bóp cổ tử cung dẫn đến sinh non. Người mắc chứng rối loạn tiêu hóa, ngải cứu làm tăng việc đi tiểu, kích thích sự vận động của ruột,
Điều này cũng không tốt cho người bệnh và có thể là khiến bệnh trầm trọng hơn. Người bị viêm gan ăn ngải cứu vào sẽ gây rối loạn chuyển hóa các cái tế bào gan, khiến vàng da, nước tiểu đục. Quý vị thân mến, trên đây là một số các cái công dụng rất tuyệt vời của ngải cứu, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ và một số người trong đó không nên dùng ngải cứu, mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị rất nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Situations getting worse.